Hello. Hello, xin chào tất cả các bạn và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng gặp nhau trong bài chữa tuần 1 buổi thứ năm đúng không ạ? Thì bài này chúng ta có chủ ngữ toàn bộ đều là họ là they đúng không ạ? Thế thì có 5 câu họ dạy tôi tiếng Anh, họ vẽ cô ấy, họ chơi với anh ấy, họ học với tôi ở trường, họ ăn chúng hay còn gọi là ăn những quả táo đấy đúng không ạ? Thế thì bây giờ chúng ta sẽ nói như thế nào với những câu này, đúng không ạ? Chúng ta cùng bắt đầu nhé. Họ dạy tôi tiếng Anh, họ chủ ngữ dạy tôi, đúng không ạ? Rồi, thế thì chúng ta sẽ tôi là tân ngữ rồi. Vậy họ chủ ngữ là they teach và là động từ và me là tân ngữ. Tiếng Anh thì chúng ta có từ là English. Vậy trong câu này có đến hai tân ngữ liền các bạn ạ. Chúng ta có tân ngữ me đúng không ạ? Và tân ngữ English. Tôi và tiếng Anh đều là hai tân ngữ. Thế thì đây là tân ngữ 1 và đây là tân ngữ 2 các bạn nhé. Vậy câu của chúng ta sẽ là they teach me English. Được chưa nào? Rồi, câu thứ hai của chúng ta, họ vẽ cô ấy, họ chủ ngữ vẽ động từ, cô ấy là tân ngữ. Vậy chúng ta sẽ có là they draw đúng không ạ? Draw là vẽ các bạn nhé. Cô ấy, lúc này cô ấy tân ngữ thì chúng ta sẽ là her. They draw her. Thì cái từ draw lúc này chủ ngữ là they cho nên draw không chia các bạn nha. Tiếp tục là họ chơi với anh ấy. Họ là chủ ngữ vẫn là they. Chơi với vẫn là play with. Và anh ấy thì lúc này anh ấy tân ngữ cho nên chúng ta phải chọn là him. Và câu này chúng ta tiếp tục chủ ngữ they không chia động từ. Họ học với tôi ở trường. Họ chủ ngữ học cùng động từ và tôi là tân ngữ đúng không ạ? Ở trường. Vậy ở trường là trạng ngữ. Vậy chủ ngữ họ sẽ là they học cùng study with tôi và tôi này là tôi tân ngữ đúng không ạ? Vậy chúng ta sẽ là me. Rồi ở trường thì chúng ta đây là một trạng ngữ chỉ địa điểm đúng không ạ? Nên chúng ta sẽ là theo các bạn thì là at school này, in school này hay là on school. Theo các bạn này chúng ta có ba giới từ này, at, in, on. Các bạn chọn cái gì nhỉ? Ok, đúng rồi, các bạn sẽ chọn là at school, chính xác nhá. Tiếp theo, vậy bởi vì thực ra là trường là một địa điểm khá là nhỏ, đúng không ạ? Và một cô có một câu hỏi mở rộng ở đây đó là theo các bạn thì chúng ta để là at school và hay là chúng ta để là at the school? Thêm chữ the vào đấy thì theo các bạn có hợp lý không? At the school. Đây. Ví dụ như bây giờ cô không để là at school nữa đúng không ạ? Cô muốn để là at the school có được không? Đây, cô muốn để như này nhá. At the school. Cô để đây cho các bạn nhé, cô để màu đỏ nhá. Và câu hỏi của cô là theo các bạn thì chúng ta cô có được để là at the school không? Các bạn suy nghĩ giúp cô nhá. Giữa at school và at the school thì chúng ta nên chọn cái gì? Họ học cùng với tôi ở trường thì theo các bạn là at school hay là at the school? Rồi ok, vậy thì hôm nay cô sẽ có một phần kiến thức mở rộng dành cho các bạn nhé. Chúng ta sẽ có phần kiến thức mở rộng như thế nào? Các bạn cùng với cô nhé. Chúng ta sẽ mở rộng như thế này ạ. Với chúng ta ghi extra nha. Với những địa điểm như đặc thù đúng không ạ? Đặc thù như trường học. Hay chúng ta có một cái từ trường học thì các bạn đều biết rồi, đó là school này. Đúng không ạ? Rồi, thứ hai là nhà tù này. Đúng không ạ? Nhà tù thì chúng ta có từ là prison. Rồi chúng ta có từ nữa như là đền nhà thờ đúng không ạ? Chúng ta có từ là church. Rồi chúng ta có trường học. À, trường học có rồi đúng không ạ? À, bệnh viện. Thì chúng ta có là hospital. Ha. Vậy thì với những địa điểm đặc thù như thế này
thì chúng ta cần phải làm gì với những địa điểm đặc thù như thế này? Thì chúng ta không dùng the ở đằng trước với nó, đúng không ạ? Không dùng mạo từ the. Rồi, chúng ta chỉ dùng the khi nào ạ? Chỉ dùng the khi địa điểm đó được sử dụng theo cách bất thường. Ở đây là như thế nào? Ở đây các bạn có thể nhìn thấy đó là nhà tù, thì đến đấy chỉ có là bị giam giữ thôi, đúng không ạ? Hoặc là người đến canh thôi, đúng không ạ? Hoặc là như trường học thì chúng ta đến đấy chỉ để học và để dạy thôi, đúng không ạ? Thì lúc đấy là chúng ta đến với mục đích thông thường. Thế còn nếu mà chúng ta được sử dụng theo cách bất thường, tức là ví dụ như là phụ huynh mà đi đến trường để làm gì ạ? Để họp phụ huynh, đúng không ạ? Hoặc là chúng ta đến nhà tù để thăm người thân, đến nhà thờ nhưng mà đến để sửa chữa chứ không phải đến để cầu nguyện, đến bệnh viện không phải để chữa bệnh, không phải để khám bệnh mà đến đó để thăm người thân, thì đó là trường hợp sử dụng theo cách bất thường, đúng không ạ? Thì lúc đấy chúng ta mới sử dụng là the. Vậy trường hợp này chúng ta là đang nói đến học với tôi ở trường, đúng không ạ? Thế vậy thì rõ ràng là chúng ta đang sử dụng với mục đích thông thường là mục đích học và dạy, đúng không ạ? Vậy thì chúng ta sẽ chỉ dùng là at school thôi. Vậy thì bạn nào mà dùng là at the school thì là bị sai nha các bạn nha. Nhớ chưa nào? At school thì là đúng, còn at the school thì lại là sai nha. Vậy thì ở đây cô sẽ kể ra đây, đúng không ạ? Chúng ta sẽ sai. Được chưa? Đáp án này at the school là sai rồi. Được chưa nào? Vậy chúng ta cùng nhau đi tiếp nha. Rồi, họ ăn chúng, hay là còn gọi là những quả táo đó. Họ thì chủ ngữ, ăn động từ eat, chúng là tân ngữ. Vậy chúng ta sẽ là they eat them. Và ở đây những quả táo thì thực ra nhớ các bạn nhớ là nếu mà chúng ta có mở rộng ra thì các bạn nhớ apples. Ở đây chúng ta là số nhiều nha. Ok, rồi bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục sang phần nâng cao các bạn nhé. Phần nâng cao thì chúng ta sẽ có một số câu như sau. Họ dạy tôi tiếng Anh thì bây giờ sẽ được mở rộng thành họ dạy tôi tiếng Anh mỗi buổi tối. Họ vẽ cô ấy trong lớp học thì bình thường là họ vẽ cô ấy, đúng không ạ? Thì bây giờ sẽ là trong lớp học. Họ chơi với anh ấy thì bây giờ chúng ta sẽ thêm là sau giờ học. Họ học cùng với tôi ở trường thì chúng ta thêm mỗi buổi sáng. Họ ăn chúng nhưng mà ở đây chúng ta sẽ mô tả thêm là một cách từ tốn. Vậy những từ này sẽ được thêm vào trong câu như thế nào? Chúng ta cùng bắt đầu nhé. Họ dạy tôi tiếng Anh mỗi buổi tối. Họ chủ ngữ dạy tôi tiếng Anh, đúng không ạ? They teach me English, đúng không ạ? Rồi tiếp theo mỗi buổi tối thì chúng ta sẽ là every. Đúng rồi các bạn ạ, đúng rồi. Buổi tối của chúng ta là evening. Vậy chúng ta sẽ là every evening. Và các bạn nhớ cho cô này, evening này chúng ta phải tách rời nhau ra. Và thứ hai là chúng ta nhớ để ở dạng số ít thôi nha. Đi sau every, danh từ ở dạng số ít, được chưa nào? Rồi tiếp theo, họ vẽ cô ấy trong lớp học. Họ vẽ cô ấy, they draw her, đúng không ạ? Vậy trong lớp học của chúng ta sẽ là gì? In the class, được chưa nào? Tiếp theo, họ chơi với anh ấy sau giờ học. Họ chơi với anh ấy thì vẫn là they play with him, đúng không ạ? Thế còn sau giờ học thì chúng ta có một cái cụm rất là hay các bạn ạ. Chúng ta sẽ dùng một từ đó là after school, được chưa nào? After school. They play with him after school. Họ học với tôi ở trường mỗi buổi sáng. Họ học với tôi thì vẫn là they study with me, đúng không ạ? Mỗi buổi sáng thì chúng ta sẽ là every, ở trường là at school, đúng không ạ? Mỗi buổi sáng chúng ta có every morning, đúng không ạ? Rồi, tiếp theo. Chúng tôi vẽ anh ấy, we draw him, đúng không ạ? Trong công viên thì là at the park này, hay là at park này, hay là on park, hay là in the park. Rồi, các bạn ạ, ở đây thì cô Cúc đang dùng một cái câu đó là in the park. Tuy nhiên, nếu công viên đó các bạn coi đó là một địa điểm nhỏ và các bạn dùng từ at park hoặc là at the park,
at the park thì vẫn ok nha, at the park vẫn ok. Còn khi các bạn thường thì đây là trong trường hợp chúng ta đã nói đến một công viên cụ thể rồi, cho nên chúng ta phải có mạo từ the ở đây nha các bạn nha. Rồi, tiếp theo này, họ ăn chúng một cách từ tốn, đúng không ạ? Vậy thì họ ăn chúng vẫn là they eat them, đúng không ạ? Bây giờ chúng ta thêm một cách từ tốn, và một cách từ tốn chính là một trạng ngữ. Trạng ngữ này để làm gì ạ? Trạng ngữ này để mô tả hành động ăn. Vậy đây chính là chúng ta phải dùng trạng ngữ chậm, đúng không ạ? Vậy chúng ta sẽ dùng trạng ngữ vào đuôi ly, đúng không ạ? Vậy thì ăn từ tốn thì trước mắt giả sử như là chúng ta chưa thể mở rộng từ vựng quá nhiều được, đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ có một cái từ dành cho các bạn, đó là ăn một cách chậm rãi, cũng là ăn một cách từ tốn, đúng không ạ? Thế thì chậm rãi, chậm thì chúng ta có một từ đó là slow. Vậy bây giờ chúng ta đang dùng trạng từ, đúng không ạ? Vậy chúng ta phải thêm đuôi ly vào. Vậy chúng ta sẽ dùng là slowly, đúng không ạ? Vậy câu của chúng ta sẽ là they eat them slowly, được chưa? Rồi, vậy là chúng ta đã hoàn thành bài học ngày hôm nay rồi, chữa bài tập ngày hôm nay, và chúng ta cũng đã mở rộng bài ngày hôm nay rồi. Thế thì chúng ta sẽ cùng nhau làm bài tập buổi tiếp theo nha các bạn nha. Ok, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ha. Các bạn nhớ dành thời gian làm bài tập nha.